Đội tuyển Hà Lan sau khi nghiên cứu rất kỹ Việt Nam và Thanh Nhã đã chỉ ra những điểm mạnh thực sự mà nền bóng đá Việt Nam đã làm được ở World Cup 2023. Đương kim Á quân Hà Lan sẽ có trận đấu gặp đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào ngày 1 tháng 8. Trước đó, tuyển nữ Hà Lan đã có một trận thắng trước Bồ Đào Nha và một trận hòa với đương kim vô địch Mỹ. Do đó, ở trận đấu này, cần lóc màu da cam đặt mục tiêu sẽ thắng đậm đội tuyển Việt Nam để giành ngôi nhất bảng E nhằm đạt lợi thế khi bước vào vòng 1/8. Tại buổi họp báo trước trận đấu, đội trưởng Lai Martens của Hà Lan đã có những nhận định về điểm mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam. Cô nói, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ hai trận đấu trước đó của Việt Nam. Các cầu thủ của đội bóng này sở hữu lối chơi phòng ngự chắc chắn, họ cũng rất nhanh nhẹn và khá kỹ thuật trong các pha bóng. Vì thế, chúng tôi sẽ phải cố gắng đá theo cách của mình, tạo ra thế trận tốt nhất, gây sức ép dồn dập để có thể đạt kết quả mong muốn. Được biết, Lai Martens từng thi đấu cho Barcelona nhưng hiện đang khoác áo PSG nhờ kỹ thuật đẳng cấp và nhãn quan thi đấu xuất sắc. Cô được ví như Messi nữ của bóng đá xứ sở Hoa Tuy Lít. Sau hai lượt trận gặp Bồ Đào Nha và Mỹ, Lai Martens chưa ghi được bàn thắng nào nên cô tỏ ra rất quyết tâm sẽ ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.